Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phút Bù Giờ trên kênh Bình Luận Viên Anh One Show. Hôm nay tâm điểm sẽ hướng về màn đối đầu trên sân Anfield khi Liverpool tiếp đón Man City tại vòng 28 ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh Arsenal đã có trọn vẹn 3 điểm trước Brentford và tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng, khiến cho sức ép đặt nặng lên vai cả Man City và Liverpool. Nếu như hai đội có kết quả hòa thì ngôi đầu sẽ chính thức thuộc về thầy trò luyện viên Mikel Arteta, tạo ra một cuộc đua vô cùng thú vị ở phần còn lại mùa giải. Với tính chất đua tranh vô địch, cùng với đó, đây cũng là cuộc đối đầu gần như là cuối cùng của hai huấn luyện viên Pep Guardiola và Jurgen Klopp tại ngoại hạng Anh, khiến cho màn so tài trên sân Anfield càng trở nên đặc biệt hơn. Cùng Arsenal, Liverpool và Man City đang tạo nên cuộc đua tam mã cực kỳ hấp dẫn đến ngôi vương Premier League. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, bất chấp bão chấn thương bùa vây, đội bóng của Jurgen Klopp vẫn chơi tưng bừng thời gian qua, có 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Sự tỏa sáng của Darwin Núñez, Van Dijk hay Luis Diaz khiến giới bộ điệu quên rằng Liverpool đang không có 100% thể trạng của hàng loạt hào thủ như là Salah, Alisson, Alexander-Arnold, Diogo Jota. Anfield được xem là pháo đài bất khả xâm phạm khi kể từ đầu mùa, Liverpool thắng 11, hòa 2 và không thua bất kỳ trận nào khi thi đấu trên thánh địa của mình. Và được thi đấu trên chính thánh địa của mình đã giúp thầy trò luyện viên Jurgen Klopp làm được điều mà hiếm đội nào có thể làm được trước Man City. Đoàn quân của Jurgen Klopp kiểm soát bóng 53% so với 47% so với đối thủ, đồng thời tung ra 19 cú dứt điểm về phía khung thành Ederson so với 10 lần của đối thủ. Đây cũng là trận đấu chứng kiến Erling Haaland bị Virgil van Dijk bỏ túi hoàn toàn. Pha dứt điểm duy nhất của tiền đạo người Na Uy đến ở cuối hiệp 1, và trong một ngày tàng hình như thế, Haaland và binh đoàn Man City không thể chấm dứt chuỗi bất bại trên sân nhà của The Kop, một trận cầu xứng danh Super Sunday của ngoại hạng Anh. Bầu không khí tại Anfield chưa bao giờ là dễ chịu cho các đối thủ của Liverpool. Với tính chất của một trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch mùa giải này, cả Liverpool và Man City đều có sự chuẩn bị kỹ càng. Đôi bên nhập cuộc mạnh mẽ liên tục tạo ra những tình huống ăn miếng trả miếng đáng chú ý ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhờ lợi thế sân nhà cùng cách tiếp cận chủ động hơn, Liverpool là đội chiếm quyền kiểm soát cao hơn đôi chút so với đối thủ. Dù đội hình đang gặp phải cơn bão chấn thương, thậm chí Mohamed Salah cũng đang ngồi dự bị, nhưng đoàn quân Jurgen Klopp vẫn biết cách làm khó Man City bằng những pha phối hợp sắc sảo. Họ đã khiến mảnh lưới Ederson rung lên ở phút 19. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do trước đó Darwin Núñez rơi vào thế việt vị. Về phía đoàn quân của Pep Guardiola, họ sẵn sàng lùi đội hình về phần sân nhà nhằm hạn chế khả năng luân chuyển bóng của đối thủ và chờ đợi thời cơ phản công. Nhờ vào khả năng tranh chấp tốt cùng sự cơ động của hàng tiền vệ, nhà đương kim vô địch giải đấu cũng đáp trả một cách mạnh mẽ với tình huống bước ngoặt diễn ra ở phút 23. Cụ thể, trong một tình huống hãm thành, Man City khiến Liverpool phải phá bóng, chấp nhận chịu quả phạt góc. Tận dụng việc hàng thủ bỏ quên John Stones, Kevin De Bruyne treo bóng tìm đến đúng vị trí của cựu cầu thủ Everton, giúp anh dễ dàng dứt điểm mở tỷ số. Nhận bàn thua, The Kop buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Họ hoàn toàn áp đảo The Citizen trong khâu kiểm soát bóng. Từng có thời điểm Liverpool cầm bóng trên 85%, nhưng điều quan trọng nhất là bàn săn hòa vẫn chưa đến với họ ở nửa đầu trận đấu. Bước sang hiệp 2, hàng thủ Man City lại mắc sai lầm ở những phút đầu tiên. Đường truyền về có phần cầu thả của Nathan Ake buộc thủ thành Ederson phải lao ra phạm lỗi với Darwin Núñez và chịu quả penalty. Trên chấm 11m, Alexis McAllister dễ dàng đánh bại thủ thành người Brazil, qua đó đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sau bàn gỡ, cầu thủ Liverpool được lên dây cót tinh thần, họ liên tục gây sức ép lên phần sân của đối thủ, và nếu như Luis Diaz chính xác hơn trong những pha dứt điểm quyết định, The Kop đã có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng. Về phía Man City, dù đã thực hiện những sự thay đổi về mặt nhân sự nhằm lấy lại thế trận, tuy nhiên trong một ngày dàn sao Liverpool thi đấu nhiệt huyết, Pep Guardiola không thể thu về kết quả như mong đợi. Đúng như kỳ vọng của khán giả, hai đội chơi cởi mở, liên tục ăn miếng trả miếng trong cả trận. Trận đấu đáng ra có nhiều hơn hai bàn nếu những cơ hội được tận dụng tốt hơn. Tuy lực lượng sứt mẻ, Liverpool cho thấy họ có thể làm khó mọi đối thủ trên sân nhà. Tính chất căng thẳng cùng chất lượng chuyên môn cao đã được cả Liverpool lẫn Man City thể hiện ở trận đấu này, và cả hai đội bóng đều xứng đáng nhận những lời ngợi khen bởi họ đã cống hiến cho khán giả một trận đấu quả thực là mãn nhãn. Và như đã nói ở trên, phong độ thăng hoa của Liverpool đang khiến người hâm mộ và giới chuyên gia quên rằng những trụ cột của họ đang chấn thương hoặc không có được 100% thể lực vào lúc này. Dù thi đấu với một đội hình sứt mẻ, nhưng chính Liverpool mới là đội có được thế chủ động và có nhiều cơ hội để giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Nhưng đoàn quân của Klopp thiếu đột biến ở những pha bóng cuối cùng. Trận này, người hâm mộ chờ đợi Salah trở lại, nhưng tiền đạo người Ai Cập chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị.
Trong bối cảnh đó, niềm tin tiếp tục được dồn cho Darwin Núñez, tiền đạo người Uruguay, chưa thể tạo ra quá nhiều khác biệt và anh quá nhiều lần mắc bẫy việt vị. Và càng tiếc hơn khi huấn luyện viên Jurgen Klopp cho rằng đáng ra Liverpool đã được hưởng một quả đá phạt đền ở những phút cuối trận khi Doku có tình huống cào trần với Mark Allister. Một tình huống đáng ra nên được thổi phạt đền thì cả VAR và trọng tài chính đều nói không. Còn bên kia chiến tuyến, cái xoa đầu của Pep với Ederson khi thủ thành này rời sân vì chấn thương thực sự mang đến một nỗi lo cho các cổ động viên The Citizen. Tuần tới họ sẽ đá tứ kết FA Cup với Newcastle và trong tháng 3 còn cuộc chạm trán với đội đầu bảng là Arsenal. Thiếu vắng đi bất cứ trụ cột nào vào lúc này cũng đều là tin dữ với chính huấn luyện viên Pep Guardiola. Sau khi Man City xuyên thủng mảnh lưới Liverpool, có thể thấy huấn luyện viên Pep Guardiola không hề chỉ tay về phía John Stones hay Kevin De Bruyne mà lại hướng sự chú ý đến huấn luyện viên phụ trách các tình huống cố định của Man City, Carlos Vicente. Ở tình huống dàn xếp phạt góc này, Nathan Ake đóng vai trò rất quan trọng khi thu hút sự chú ý của Alexis Mac Allister, qua đó kéo tiền vệ người Argentina ra khỏi khu vực phòng ngự, để lại khoảng trống cho Stones băng xuống đón đường thạt từ De Bruyne. Man City không chỉ nguy hiểm ở các tình huống vây hãm khung thành đối thủ, họ còn có thể tạo ra cơ hội từ những pha bóng cố định nhờ đội ngũ huấn luyện viên giàu chuyên môn. Chứng kiến pha lập công đầy khôn ngoan của The Citizen, Gary Neville đã phải thốt lên: Ake quá thông minh, cậu ấy ngăn chặn đường chạy của Alistair, đường kiến tạo của De Bruyne thực sự đẹp mắt. Nhưng ngay đầu hiệp 2, Liverpool đã thi đấu dồn dập để tìm bàn gỡ hòa. Trong một thoáng mắc sai lầm vì đường truyền thiếu lực, Nathan Ake tạo cơ hội cho Darwin Núñez bứt tốc áp sát Ederson. Ederson chậm hơn tiền đạo người Uruguay một nhịp nên anh đành lao ra phạm lỗi với sát thủ của Liverpool. Điều này đồng nghĩa trọng tài cho The Kop hưởng penalty và Alexis Mac Allister hoàn thành nhiệm vụ từ khoảng cách 11m. Sau pha phạm lỗi với Núñez, Ederson bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Vừa bị gỡ hòa, vừa mất thủ môn số 1, nhà đương kim vô địch Premier League đón nhận hàng loạt bất lợi chỉ sau vài phút đầu hiệp 2. Đối với Liverpool, sau khi có bàn gỡ hòa, họ tiếp tục tràn lên một cách hưng hực khí thế. Đáng chú ý, khi mà The Kop tiếp tục những tình huống tấn công sau đó, tiền đạo người Colombia Luis Diaz đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Việc Klopp tung Salah và Robertson vào sân đã tạo khoảng trống để Diaz di chuyển và khai thác lỗ hổng ở hàng thủ Man City. Tuy nhiên, bất chấp những pha xử lý đáng thất vọng, Diaz đã thi đấu đầy nhiệt huyết, nhiều lần làm khổ hàng thủ Man City. Nỗ lực của anh được thưởng những tràng vỗ tay từ khán đài. Không chỉ Diaz phung phí cơ hội, Núñez cũng bỏ lỡ một pha đệm bóng cận thành khi bị thủ thành Steven Ortega băng ra khép góc. Bên kia chiến tuyến, Jeremy Doku, cầu thủ vào sân trong hiệp 2, cũng đã khiến cổ động viên Liverpool thót tim khi cú sút chéo góc của anh rồi cột dọc. Đây là trận đấu đáng thất vọng của Erling Haaland khi anh hoàn toàn bị Virgil van Dijk bỏ túi. Pha dứt điểm duy nhất của tiền đạo Na Uy trong cả trận là khi anh bứt tốc nhằm vượt qua van Dijk ở cuối hiệp 1, nhưng sút trúng vị trí Kelleher đã chọn. Ngoài ra, Haaland gần như tàng hình trong cả trận, chỉ chạm bóng 21 lần, để mất bóng 1 lần và không lần nào thắng không chiến. Đến phút 90+9, tranh cãi nổ ra khi bóng lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Alexis Mac Allister lao vào tranh chấp rồi ngã xuống sau pha cao chân của Jeremy Doku. Đáng chú ý, tình huống này diễn ra trong vòng cấm của đội khách. Tình huống quay chậm cho thấy đúng là chân của Doku đã đạp vào ngực của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Nhưng cầu thủ của Man City cũng đã có động thái thu chân lại trong tình huống vào bóng của mình. Trọng tài chính đã tham khảo VAR, nhưng sau đó quyết định không cho Liverpool được hưởng 11m. Quyết định này dĩ nhiên đã vấp phải sự phản đối của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Trong sự nghiệp dẫn dắt lừng danh của mình thì Pep Guardiola là đối thủ ông chạm trán nhiều nhất. Kể từ lần gặp đầu tiên vào ngày 27 tháng 7 năm 2013 trong trận tranh siêu cúp Đức giữa Dortmund và Bayern Munich, Bayern khi ấy đã thắng 4-2 và đó là cả một chặng đường 11 năm liên tiếp đầy khó khăn, nhiều cảm xúc và cũng nhiều dấu ấn cho hai trong số những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới. 11 năm tạm dừng trong một trận đấu người ta gọi tên là New Classico, siêu kinh điển mới của bóng đá Anh. Một điểm có thể coi là một món quà hợp lý cho cả hai và giai điệu You Never Walk Alone vang lên trên khắp các khán đài sân Anfield. Người ta hiểu rằng dù kết thúc nhưng nó cũng không phải kết thúc khi hai con người ấy sẽ luôn đồng hành với nhau và khiến người ta nhớ mãi về một bộ đôi đặc biệt của bóng đá thế giới. Chúng tôi đều trân trọng lẫn nhau và sau khi kết thúc sự nghiệp cầm quân, chúng tôi có thể trở thành những người bạn. Ông ấy là một golfer, tôi thì không, tôi chơi padel. Nhưng ông ấy là người Tây Ban Nha nên có thể sát cánh cùng tôi, cũng nên. Hay chúng tôi sẽ gặp nhau bàn về những trận đấu bóng đá, về những thứ của cuộc sống này. Và như tôi đã nói, chúng tôi trân trọng lẫn nhau. Jurgen Klopp đã chia sẻ như thế ở phòng họp báo sau trận đấu. Những lời nói rất thơ và mang lại nhiều xúc cảm cho người hâm mộ. Đúng là một cặp đôi hiếm có của bóng đá thế giới. Sau trận, khi được hỏi về tình huống va chạm giữa Doku và Mac Allister, huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định rằng đó chắc chắn phải là một quả phạt đền.
Chiến lược gia người Đức cho biết, rồi cũng sẽ có lời giải thích về tình huống đó. Tôi cho rằng trọng tài sẽ nghĩ thế này, nếu như đó không phải là một quả phạt đền thì cũng chẳng phải điều gì to tát cả. Với cá nhân tôi, tình huống đó không đáng phải nhận thẻ đỏ, nhưng nó là một pha phạm lỗi rõ ràng. Nhưng tôi biết, những lời tôi nói cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì. Khi nhấn mạnh tầm quan trọng của những quyết định sai lầm đối với cuộc đua danh hiệu, Klopp hồi tưởng. Nhiều năm trước, cũng trong trận đấu với Man City, Vincent Kompany ngăn cản Mo Salah trong một pha phản công. Đó rõ ràng là một chiếc thẻ đỏ, nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng chúng tôi đã không thể có nổi một điểm. Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội, Klopp tỏ ra rất vui mừng. Hiệp 2 của trận đấu này là những phút hay nhất của chúng tôi trước Man City. Trước đây khi chúng tôi giành chiến thắng, nó đến từ những tình huống phản công hoặc sút xa. Nhưng hôm nay chúng tôi chơi song phẳng với họ, phát triển bóng một cách nhịp nhàng. Luis Diaz đấu với Walker và Rodri hoàn toàn không thể tin được những chàng trai của tôi đã làm được điều tuyệt vời. Màn trình diễn của toàn đội khiến Klopp rất hài lòng, không chỉ vì 90 phút trên sân mà xa hơn là tham vọng vô địch của đội bóng mùa này. Nhà cầm quân 56 tuổi cho hay, 10 trận đấu còn lại, trước vô địch đang rất gay cấn, cuộc đua thực sự chất lượng. Liverpool đã chơi một trận đấu xuất sắc và chúng tôi chắc chắn sẽ tiến xa. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa giải này. Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã có những chia sẻ sau khi trận đấu khép lại. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết, tôi biết việc phải làm khách tại Anfield là khó khăn như thế nào. Ở Etihad cũng khó khăn, Liverpool đã không thắng ở đó trong 8 năm. Liverpool và Man City đã chứng minh cả hai là những đội bóng chất lượng với sức mạnh đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên tôi thích một chiến thắng hơn, nhưng phải công nhận rằng đối thủ đã làm rất tốt. Nhắc về người đồng nghiệp Jurgen Klopp, Pep cho hay, chúng tôi không cần một cái ôm để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Anh ấy bảo vệ đội bóng của mình, tôi bảo vệ đội bóng của tôi. Lịch sử đối đầu của chúng tôi đã nói lên tất cả. Chúng tôi vẫn còn 10 trận đấu nữa và điều gì cũng có thể xảy ra. Kết quả trận đấu này khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ hai khi có 64 điểm như Arsenal, nhưng lại kém hơn về hiệu số. Trong khi đó, Man City đứng thứ ba với một điểm kém hơn pháo thủ và The Kop. Và điều này khiến cho cuộc đối đầu cuối tháng 3 giữa Arsenal và Man City trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Như đã chia sẻ ở trên, sự hấp dẫn của Ngoại hạng Anh sẽ được đẩy lên một tầm cao mới khi diễn ra cuộc đua tam mã giữa Arsenal, Liverpool và Man City. Lịch trình sắp tới của The Kop cũng chẳng hề dễ dàng gì so với hai đối thủ trên khi họ sẽ thi đấu lượt về Europa League đối đầu với Sparta Praha. Sau đó 2 ngày sẽ là trận tứ kết FA Cup với Manchester United. Đây là giai đoạn quan trọng của mùa giải và bất cứ cú sẩy chân nào cũng có thể khiến mùa giải đi tòng. Với việc giành chiến thắng trong cuộc chạm trán Brentford trước đó, Arsenal đã tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Và sau khi cuộc đại chiến tại Anfield kết thúc, họ chính thức giữ top 1 dù chỉ hơn Liverpool với hiệu số phụ. Giờ đây, đoàn quân Mikel Arteta đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Dù vẫn còn đó những khó khăn, đặc biệt là màn đối đầu Man City vào cuối tháng, nhưng ít nhất kết quả này sẽ giúp đội chủ sân Emirates củng cố thêm niềm tin về một mùa giải thành công. Với những trận còn lại, Liverpool được đánh giá là có lợi thế hơn đôi chút so với hai đối thủ. Ngày 7 tháng 4, Liverpool sẽ gặp Man United tại Old Trafford. So với đẳng cấp lúc này, thầy trò Jurgen Klopp được đánh giá cao hơn đoàn quân của Erik ten Hag rất nhiều. Ở những vòng cuối, Liverpool sẽ gặp những thử thách mang tên Tottenham trên sân nhà và Aston Villa trên sân khách. Còn lại đều là những đội bóng được đánh giá thấp hơn hẳn The Kop. Điều quan trọng nhất, yếu tố sống còn mang lại lợi thế cho Liverpool là họ không thể tham dự Champions League như hai đối thủ, do đó có thể tập trung 100% sức lực. Trong khi đó, nhìn sang Man City, sau khi gặp Liverpool, họ sẽ phải tham gia vào chuỗi hành xác với ba thử thách vô cùng khó nhằn ở giải quốc nội là Brighton, Arsenal và Aston Villa. Tới vòng 34, đoàn quân của Pep còn phải tới làm khách trên sân của Tottenham. Và cuối cùng, lịch thi đấu khó khăn dành cho Arsenal. Nhìn vào những đối thủ còn lại, không ai không lo lắng cho pháo thủ. Cụ thể, Arsenal còn phải đối đầu với Newcastle, Chelsea, Man City, Aston Villa, Tottenham và Manchester United. Đáng nói, cả 3 trận gặp Man City, Tottenham và Man United đều là sân khách. Trận gặp Quỷ Đỏ còn ở vòng 37 khiến cục diện cực kỳ khó lường. Và đương nhiên, đừng quên rằng Arsenal cũng đặt mục tiêu ở Cúp Châu Âu. Việc phải chia sức trong khi có lực lượng không quá dày khiến thầy trò Mikel Arteta thậm chí đứng trước nguy cơ trắng tay. Theo kiểu, lắm mối tối nằm không. Với lịch thi đấu kiểu này, chỉ khi có bất ngờ kiểu Arsenal bùng nổ dữ dội, khả năng cao từ thế chân vạc, cuộc đua sẽ trở thành song mã trong những vòng cuối. Khi đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến bản lĩnh của Liverpool và Man City đến đâu. Về phía Liverpool, với việc đây là mùa giải cuối cùng của Klopp, chắc chắn tinh thần của The Kop sẽ lên rất cao khi mùa giải bước tới những vòng chốt hạ. Và đó là câu chuyện của phút bù giờ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình được lên sóng vào khung giờ này mỗi ngày ngay tại đây, để cùng với tôi đi sâu vào những câu chuyện bóng đá hấp dẫn nhất của các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Nếu các bạn yêu thích chương trình, hãy cho chúng tôi một like và một subscribe như một sự ủng hộ dành cho ekip đã thực hiện video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.